Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì gió biển đang có mặt đường vào khu du lịch sinh thái Lạng Đông. Đến nay đã có cái sự đổi khác rất là rõ rệt, và khi mà gió biển tới đây thì cái biển bảng khu du lịch sinh thái Lạng Đông hiện nay gần như đã không còn nữa, và có một cái tấm biển rất lớn tại đây. Những cái khu du lịch biển tại Nam Định hiện tại thì đang bị trì trệ. Đây thì đang ở cái khu vực giải phân cách và bắt đầu vào khu du lịch sinh thái Lạng Đông. Có cái chữ là khu vực cấm tắm biển bán hàng. Rất buồn khi mà khu du lịch sinh thái Lạng Đông này được chững lại và không có những cái sự phát triển khi mà tiềm năng là vốn có, nhưng đến nay thì đã bị dừng lại. Ngày xưa thì gió biển tới đây thì thấy rằng là có một cái biển báo là khu du lịch sinh thái Lạng Đông, nhưng đến nay thì không còn cái biển đó nữa. Chỉ còn một cái biển đó là rừng phòng hộ và cấm chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng, chăn thả gia súc, săn, bắt bẫy chim động vật hoang dã và đốt lửa trong rừng, hút xạ san lấp, đào sới trong rừng. Và những cái điều này là Chi cục Kiểm lâm Nam Định, hạt kiểm lâm Nghĩa Hưng ghi là cấm những cái việc đó. Chỗ này cũng có một cái biển là cấm tắm biển bán hàng. Gió biển nhớ không lầm thì ngày xưa ở chỗ này nó có cái biển báo đó là khu du lịch sinh thái Lạng Đông, nhưng đến nay thì không còn nữa mọi người. Có lẽ là mở ra một cái gì đó mới mẻ, nhưng mà gió biển thấy cũng rất là buồn khi mà trong một cái khoảng thời gian trước thì hình như là vào mùng 5 tháng 9 năm 2023 thì bắt đầu thì cấm ở đây. Ở chỗ kia đang mở rộng khu công nghiệp Lạng Đông Aulola. Đó, mọi người có thể thấy rằng là ở đây thì đang làm khu công nghiệp. Nhưng mà cái việc này thì cũng không phát triển được kinh tế biển. Và ở đây thì khu du lịch thì gần như bị cấm rồi. Người dân thì ra đây thì cũng chỉ là du lịch tự phát, và cũng không có du lịch theo những cái gì đó, và có một thời gian thì làm rất là mạnh. Vào thời điểm mùng 2 tháng 9 năm ngoái thì ở đây tắc đường luôn mọi người ơi. Đây là một cái dốc đê mới mở sang chỗ khu du lịch sinh thái Lạng Đông, kết nối với khu công nghiệp Aulola Lạng Đông. Mọi người có thể thấy được ở đây thì khu đầm hồ rất đẹp. Và sang tới đây, cái khu rừng phòng hộ, rồi rừng phi lao đằng kia. Từ ngày trước, lần đầu tiên gió biển sang đây thấy ngỡ ngàng với cái không khí rất là trong lành và tự nhiên ở đây. Hiện tại thì các con đường đã được mở rộng, rồi những cụm công nghiệp được hình thành. Nhưng mà cái việc mà giúp phát triển kinh tế biển thì có, nhưng cái du lịch của Nam Định đang bị chững lại. Không hiểu bên phía bên trên đã làm cái điều gì đó làm chững lại. Và ngày hôm nay khi mà gió biển tới đây, thấy được những cái biển báo cấm tắm, rồi cấm bán hàng ở cái khu vực đằng kia, cách đây khoảng độ 1 km hoặc 700 m nữa thôi thì gió biển có thể ra tới khu vực khu sinh thái Lạng Đông. Và hiện nay thì nó trở thành rừng phòng hộ rồi mọi người, không còn tên là khu du lịch sinh thái Lạng Đông nữa, chỉ còn là hoài niệm, chỉ còn là dĩ vãng thôi mọi người. Và những cái cây cỏ ven đường ở khu vực giải phân cách này, nó là những cái cây cỏ dại và không có cái sự chăm chút của chính quyền và bên các cấp ban ngành. Nếu như ở kia được đầu tư, nếu như được đầu tư đúng cách, đúng mức thì ở đây sẽ là một cái gì đó, một khu vực giải phân cách rất là nhiều hoa, hay là nhiều cây trà là, hoặc là nhiều cây dừa, thì ở đây nó sẽ khác hơn rất là nhiều. Thật sự ở sinh thái Lạng Đông có tiềm năng phát triển du lịch. Và gió biển đã đi nhiều nơi, cảm thấy đây là một trong những cái bãi biển đẹp nhất của tỉnh Nam Định, và có cái không khí trong lành nhất. Ở cái khu vực bãi cuối kia rất là đẹp mọi người.
chứ không phải là nhà thờ đổ là đẹp nhất đâu mọi người. Thật sự ở đây là đẹp nhất và biển ở đây rất là sạch ở khu du lịch sinh thái Lạng Đông. Và khi ra đây thì cái khu vực rừng phòng hộ, rừng ngập mặn thì nó rất là tuyệt. Gió biển cũng đi bộ một lát tới kia thôi, xem là ở đây thăm thú chia sẻ đến mọi người những cái tình hình của quê hương Nam Định. Bây giờ thì vừa xong có một cái trận mưa, bây giờ thì rất là mát. Bây giờ gió biển đi bộ thì đường thì nó cũng rất là đẹp, nhưng mà cái dịch vụ du lịch ở đây nó bị chững lại, rất là buồn. Đấy. Ở phía dưới này thì cái việc người ta nuôi trồng thủy hải sản ở đây thì cũng còn rất là nhiều. Đây, gió biển đang đi, cái đường dây điện họ bắt ra đây rất là tốt rồi, nhưng mà khu du lịch thì lại chững lại, không còn nữa thì buồn quá mọi người. Còn cách khoảng độ 500m nữa mà có lẽ thì gió biển sẽ không ra đấy, tại vì khá là xa. Biển chia sẻ mọi người ở cái đoạn đầu kia. Đấy, chỗ này là cái khu nuôi trồng thủy hải sản mọi người. Bên này cũng thế này. Và đằng kia là khu rừng phòng hộ rất đẹp. Mọi người mà bay flycam lên thì khá là đẹp đấy mọi người. Một số chiếc xe ben thì hiện tại vẫn đang tiếp tục làm những cái công việc để cho cái khu công nghiệp Aurora Lạng Đông được hoàn thành và phát triển hơn nữa. Và đây gió biển đang đi, chỗ này có rất là nhiều những cái cây hoa muống biển. Từ đây vào kia quá xa nên gió biển sẽ không đi vào đấy, đi bộ ra. Và hiện tại thì cũng có một số bạn tới đây hóng mát rồi làm những cái việc gọi vui chơi giải trí. Và hiện tại thì ngoài kia cũng vẫn có một số cái dịch vụ uống nước rồi ăn uống nhỏ 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 lẻ tại đây vẫn có mọi người nhé. Thời tiết hôm nay lúc trưa thì rất là nóng, mà bây giờ thì cũng khá là mát rồi. Bây giờ ra biển hóng mát thì cũng khá là tốt, khá là vui mọi người. Video clip này thì gió biển xin dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị các bạn và nhớ đăng ký theo dõi để gió biển ra những video mới nhất nha mọi người.